Lập xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Khi mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân qua bên Mỹ thì cũng nhiều trường hợp là lo lắng không biết là cái mức bảo trợ tài chánh thì sẽ phải đi làm để có thu nhập là bao nhiêu mới lãnh được thân nhân. Và video clip này Lập xin chia sẻ với tất cả các cô chú và các anh chị cái mức quy định của sở di trú đối với các hồ sơ bảo lãnh là khoảng bao nhiêu thì đủ. Xin mời tất cả các cô chú và các anh chị mình cùng theo dõi nha. Để biết được cái mức thu nhập hàng năm khoảng bao nhiêu để đủ điều kiện để bảo trợ tài chánh cho người thân thì chúng ta sẽ vào cái website của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS để xem cái mức quy định. Chúng ta sẽ vào đường cái trang web này. Cái bảng này mình còn gọi là cái bảng I-864B. Thì hàng năm vào khoảng tháng 3 thì Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ họ sẽ thông báo cái mức bảo trợ tài chánh mới. Và cái mức chi phí này được áp dụng từ ngày 1 tháng 3 của năm đó cho đến tháng 3 của năm tiếp theo. Khi mà chúng ta vào cái địa chỉ website của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ thì cái bảng này là chính thức, mức chính xác nhất. Và cái cách để chúng ta xem cái bảng I-864B, cái bảng mức chi phí này thì chúng ta sẽ xem qua cái cách tính. Thứ nhất là để mình biết ở trong đây là mình sẽ nằm ở vào cái mức thu nhập là bắt buộc là khoảng bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ xem ở đây có cái cột gọi số thành viên trong gia đình. Cột thứ hai là cái cột áp dụng đối với người bảo lãnh đang phục vụ ở trong quân đội, bảo lãnh cho vợ hoặc là con. Và cái cột thứ ba là cái cột 125 này. Cái cột này là sử dụng cho người thân bảo lãnh nhau. Thì thông thường thì những người thân ở Việt Nam của chúng ta là sử dụng cái bảng 125% này. Thì để tính cái mức thu nhập đủ điều kiện của sở di trú thì chúng ta sẽ tính bằng cái cách là thứ nhất là lấy cái số người trong bộ hồ sơ thuế hiện tại cộng với số người đã bảo lãnh trước đó và cộng thêm với số người đang làm bảo lãnh. Thì sau đó thì chúng ta sẽ tra vào cái số lượng từ cái số lượng người ở trong gia đình. Chúng ta sẽ căn qua phía bên cái cột 125 này tương ứng thì chúng ta sẽ biết là cái mức thu nhập bình quân mỗi một năm bắt buộc là phải được bao nhiêu tiền. Ở đây thì mức là số 8 người là tối đa ở phía trong cái bảng này. Nếu như mà chúng ta có tăng thêm người, như nên mức 9, mức 10 thì chúng ta cứ mỗi một người tăng thêm thì chúng ta sẽ cộng thêm 5.525 đô cho mỗi người cộng thêm. Ví dụ như trường hợp là tôi đang là một cái thường trú nhân và trong cái bộ hồ sơ thuế của ở nhà có tôi, có vợ và có hai đứa con. Thì vợ chồng với hai đứa con là 4 người. Và bây giờ thì tôi sắp mở bảo lãnh cho người chị ruột của tôi gồm chị và hai đứa con. Là chị và hai đứa con là 3 người. Và trước đây thì tôi chưa có bảo trợ tài chánh cho ai. Nghĩa là không có đứng ra để bảo trợ tài chánh, đứng ra bảo lãnh cho một người hoặc là một cái hồ sơ nào đó. Thì chúng ta sẽ để ở đây là số 0. Thì cách tính chúng ta sẽ là 4 người, 4 đây là 4 người trong gia đình của mình trong cái bộ hồ sơ thuế cộng với 0, ở đây là mình chưa có bảo trợ tài chánh cho ai, cộng 3, 3 người này là 3 là gia đình của người chị mà mình sẽ chuẩn bị bảo lãnh qua đó, là chị và hai đứa cháu, thì chúng ta sẽ ra là cái số 7. Thì chúng ta sẽ căn qua phía bên bảng này là số người trong gia đình là 7, kéo qua phía bên cái bảng 125%, ở đây sẽ là 48.762 đô một năm. Có nghĩa là một năm thì mình phải có tổng thu nhập là được 48.762 đô thì mới đủ điều kiện. Còn nếu như mà chúng ta có thu nhập thấp hơn cái mức này thì phải cần thêm một người để đứng ra làm đồng bảo trợ. Thì cái người đó phải có cái mức từ 48.762 đô trở lên thì mới đủ điều kiện để đứng ra để bảo trợ. Thì chúng ta thấy trong cái bảng này càng nhiều người trong cái hồ sơ được bảo lãnh, đa phần là các diện F3 và F4, thì cái số lượng thành viên được bảo lãnh rất là đông. Thì cái mức mà để bảo trợ tài chánh thì nó sẽ tăng thêm nhiều hơn so với các diện F2A hoặc là F2B hoặc là vợ chồng.
Và cái bản này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của những người đứng ra chịu bảo trợ tài chính cho người thân hoặc là cho bạn bè. Thì tại vì nếu như mà họ đứng ra họ bảo trợ tài chính cho một hồ sơ nào đó thì họ phải chịu trách nhiệm trong khoảng 10 năm cho đến khi cái người đó vào quốc tịch. Cái trách nhiệm nó kéo dài rất là lâu. Nếu như mà họ có nhu cầu để bảo lãnh người thân trong gia đình ruột thịt của họ thì sẽ bị ảnh hưởng vào cái mức thu nhập. Thì do đó thì một phần quy định này cũng ảnh hưởng tới cái quyết định của những người đứng ra đồng ý để bảo trợ tài chính cho những người thân và bạn bè. Chúng ta cần tìm người đồng bảo trợ tài chính khi mà người bảo lãnh không có đủ thu nhập, hoặc là do cái thu nhập thấp, hay là do thất nghiệp, hay là đã về hưu không có thu nhập, thì chúng ta sẽ đi tìm người đồng bảo trợ. Và điều kiện để cái người này đứng ra để làm đồng bảo trợ tài chính, bất cứ anh chị em họ hàng hoặc là bạn bè sống cùng hoặc là khác tiểu bang đều có thể đứng ra để làm người đồng bảo trợ với các điều kiện. Thứ nhất là phải đủ thu nhập theo đúng cái yêu cầu của cái bản I-864B của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ. Thứ hai là phải trên 18 tuổi. Và thứ ba là thường trú nhân hoặc là công dân Mỹ. Và những người đồng bảo trợ này thì cần phải nộp các hồ sơ. Thứ nhất là copy quốc tịch, thẻ xanh hoặc là cái passport Mỹ. Tiếp theo là phải nộp cái giấy khai thuế W-2 của 3 năm mới nhất. Tiếp theo là giấy chứng nhận việc làm hoặc là cùi lương. Và phải điền cái đơn I-864A trường hợp nếu như mà ở cùng địa chỉ với cái người bảo trợ chính. Hoặc là điền cái I-864 nếu như mà ở khác địa chỉ với người bảo trợ tài chính. Nếu như mà có quan hệ thân thuộc với người bảo lãnh, ví dụ như là con thì phải nộp thêm cái giấy khai sinh, còn vợ chồng thì phải có thêm cái giấy đăng ký kết hôn. Một cái hồ sơ thì được tối đa bao nhiêu người đồng bảo trợ? Thì một hồ sơ bảo lãnh thì chúng ta sẽ có một cái người đứng ra bảo lãnh tài chính chính và cái người đứng ra bảo lãnh, cho dù cái người đó là không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp, mình có thể mượn thêm tối đa là hai người đồng bảo trợ. Và có nghĩa là một hồ sơ thì chúng ta sẽ có một cái người đứng ra bảo trợ tài chính chính và hai người đồng bảo trợ. Trách nhiệm của người đứng ra bảo trợ tài chính thì khi làm hồ sơ để bảo lãnh tài chính định cư Mỹ thì cái người bảo lãnh và người đồng bảo trợ thì phải thực hiện một cái cam kết với chính phủ Mỹ rằng là người được bảo lãnh sẽ không phải là một cái gánh nặng đối với xã hội Mỹ. Chúng ta sẽ lo cho cái người được bảo lãnh để người đó không có đi xin những cái trợ cấp của chính phủ, ví dụ như là ăn ở, sinh hoạt, di chuyển đi lại thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Còn cái trong cái trường hợp mà người bảo lãnh không có lo được đầy đủ cho người được bảo lãnh thì chính phủ Mỹ họ sẽ làm điều đó thông qua cái chương trình hỗ trợ của chính phủ. Họ vẫn cũng lo cho những cái người được bảo lãnh qua. Tuy nhiên thì các cơ quan chính phủ họ sẽ có quyền kiện và yêu cầu người bảo lãnh phải thực hiện việc chi trả cho chính phủ. Có nghĩa là chính phủ họ sẽ lo cho cái người được bảo lãnh qua nếu như mà không có được người bảo lãnh lo. Chính phủ Mỹ họ cũng sẽ lo nhưng mà bù lại thì họ có quyền họ kiện ngược lại cái người bảo lãnh. Người bảo lãnh có trách nhiệm đối với những gì đã cam kết với chính phủ, kể cả những cái chương trình bảo hiểm y tế dành cho các đối tượng như là trẻ em ở các tiểu bang của nước Mỹ. Bảo trợ tài chính không phải là điền cái đơn rồi ký tên vô đó là hết trách nhiệm. Và chúng ta sẽ có trách nhiệm cho đến khi nào người đó vào quốc Mỹ hoặc là có cái thẻ xanh vĩnh viễn. Một số cái trường hợp bảo lãnh định cư Mỹ mà không cần đến bảo trợ tài chính. Nếu như mà chúng ta nằm trong những cái trường hợp theo quy định này thì chúng ta không cần phải có bảo trợ tài chính, như là con dưới 18 tuổi là công dân Mỹ. Thứ hai là quá phụ của công dân Mỹ tự bảo lãnh cho mình sang Mỹ khi chồng mất. Tiếp theo là vợ con của công dân Mỹ hay thường trú nhân mà chính bản thân họ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình. Và cuối cùng là những người đã sống và làm việc tại Mỹ đóng trên 40 quota, cái quota là hạn ngạch cho chính phủ Mỹ. Qua video clip này thì hy vọng là có thể chia sẻ được với tất cả các cô chú và các anh chị cái bản quy định cái mức thu nhập để đủ cái điều kiện mà chúng ta phải đứng ra để bảo trợ tài chính cho thân nhân và biết được cái cách tính trong cái bản thu nhập của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ.
Điệp cảm ơn tất cả các cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Mọi người bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh và cũng như nhận được những cái video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào ạ.